Chào tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ở trong đền thờ buổi sáng hôm nay để chúng ta cùng nghe lời Chúa, và cũng kính chào tất cả quý ông bà anh chị em đang theo dõi ở trên livestream hoặc là xem lại. Chúng ta cảm ơn Chúa là hội thánh chúng ta không có phải đông, nhưng mà chúng ta lại có được cái cơ hội để livestream, cho nên là ngay cả mấy cô mà đi vacation ở bất cứ chỗ nào hay là ở Việt Nam cũng có thể lên xem được với chúng ta. Cái điều đó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời mà Chúa ban cho. Hôm nay thì trong gia đình mục sư có một người cháu, con của bà chị thứ năm, tối hôm qua lên đây vào lúc 1:30 sáng, mới 1:30 sáng này máy bay bị delay, cho nên là tới 1:30 a.m. mới tới được. Matthew đứng lên, mọi người biết Matthew. Ok. Quý ông bà anh chị em, mỗi đầu năm mới á, thì người ta thường hay chúc cho nhau, nói là chúc cho nhau được may mắn, phải không? Là good luck, may mắn. Cái đó là cái cách nói mà rất là thông thường với một cái thiện chí tốt của những người ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta ở trong Chúa đó thì chúng ta biết rằng cái việc mà chúng ta cầu xin là có sự may mắn, nó là một cái wishful thinking, tức là một cái điều ước ao. Nhưng mà mình ở trong Chúa đó thì mình có lời hứa của Chúa, và khi mình nắm bắt được lời hứa của Chúa thì mình nhận được những cái phước hạnh. Cho nên thường là ở trong Chúa chúng ta gọi là tôi được phước, chứ chúng ta không có nói là tôi được may mắn. Là bởi vì cái may mắn nó có mang tính cách hên xui may rủi ở trong đó. Còn khi mình nói mình được phước là mình biết mình là con cái của Chúa, thì cái vấn đề phước hạnh là cái vấn đề đương nhiên mà Chúa ban cho mình. Và một trong những cái đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta đó là chúng ta sẽ ở đúng nơi, ở đúng lúc, right place, right time. Và cái đó là cái sứ điệp mà mục sư muốn chia sẻ ngày hôm nay. Mục sư xin cầu nguyện rồi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con, Chúa Thánh Linh ơi, con cầu xin Chúa làm giáo sư lớn dạy dỗ chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con sức giàu ở trên tư tưởng, trên môi miệng, và ban ơn trên chúng con, ban ơn trên người giảng, ban ơn trên người nghe, mở tai thiêng liêng của chúng con để nghe được tiếng của Chúa cho cá nhân của mình. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong Truyền Đạo đoạn 3 câu 11, tụi con chiếu vào mục sư mấy câu kinh thánh đó lên, là tại vì mục sư thích cái bản dịch này. Có nhiều lúc thì mục sư không thích cái bản dịch này, mục sư thích cái bản dịch truyền thống, nhưng mà trong cái bữa hôm nay á, thì cái bản dịch này cái lời nó lại tốt hơn. Ở trong Truyền Đạo đoạn 3 câu 11 nói rằng mọi sự Ngài làm, mọi sự chứ không có vài vài sự nha, mọi sự, tất cả những gì mà Chúa làm, mọi sự Ngài làm đều đúng thời, đúng lúc. Tuy Đức Chúa Trời có đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời, cũng không một ai thấu hiểu được đầu đuôi gốc ngọn công việc của Ngài làm. Nhưng mà mục sư xin hỏi Thánh lưu ý cái phần đầu tiên á, mọi sự Ngài làm đều đúng thời, đúng lúc. Ở trong bản truyền thống thì nói rằng phàm vật gì mà Đức Chúa Trời đã làm nên đều tốt lành trong thì, tức là trong cái mùa, trong cái kỳ định của Chúa. Tức là chỉ có Chúa là đấng đã thiết lập, Ngài biết rõ nhu cầu của chúng ta, Ngài biết rõ khi nào, biết rõ nơi đâu, thế nào, và chúng ta có thể bước vào được trong phước hạnh của Chúa. Năm 2023 này là năm mà chúng ta cần được nhắc nhở là Chúa là đấng sẽ đặt chúng ta đúng nơi, đúng lúc. Bây giờ mục sư kể cho quý bà anh chị em nghe một vài sự việc xảy ra. Và khi mục sư chia sẻ, mục sư tin rằng quý bà anh chị em cũng sẽ nghe được những cái kinh nghiệm của mình đã từng được Chúa đặt ở cái nơi gọi là đúng nơi đúng lúc. Khi mà mục sư về California cưới bà xã bây giờ để làm đám cưới xong, thì chất tất cả tài sản của bà xã lên trên chiếc xe hơi. Rồi xong rồi hai vợ chồng mới lái xe từ California trở về tiểu bang Washington. Lúc đó là năm 2003. Thì khi mà lái trở về bên đây
Cho nên đó là cái lúc đó về đám cưới xong á, lại còn đi giảng ở bên California, rồi sau đó là đóng đồ rồi cái trở về. Sau này Thanh cứ ấm ức nói chứ là honeymoon của em đâu. Tức là không có cái tuần lễ honeymoon luôn. Coi như là đám cưới xong là lo là đi giảng rồi xong rồi chạy trở về đây. Nhưng mà khi mà về Seattle hầu vì Chúa thì có một cái việc nó xảy ra là có một lần giáo hội có một cái kỳ đại hội của hội thánh và giáo hội họ kết hợp cái kỳ đại hội đó với lại một cái kỳ giống như là cái kỳ nghỉ để cho các mục sư vậy. Và khi mà họ gửi cái thông báo đến á, thì mục sư coi ở trong cái thông báo á, thì nó đúng ngay cái ngày cưới của mình luôn. Mà họ lại tổ chức á, là tổ chức ở trên cruise, tức là ở trên du thuyền. Và như vậy á, là 3 ngày 2 đêm gì đó ở trên cái du thuyền. Bắt đầu đi là từ Long Beach, California rồi đi qua cái đảo, đảo gì mà thiếu. Rồi xong rồi đi qua Mỹ rồi. Thì cái cruise nó lại rơi vào đúng ngay cái ngày lễ cưới của mình. Thế là mục sư mới lấy can đảm đi lên gặp ông giáo hạt trưởng. Nói là cái này tôi không có định. Nhưng mà tại sao nó lại rơi vào đúng cái ngày cưới của tôi. Cho nên bây giờ tôi xin đó là cho vợ tôi đi theo đi. Tôi trả tiền cho bà xã. Mấy ông trả tiền cho tôi. Còn tôi trả tiền cho bà xã. Nhưng mà để hai vợ chồng được đi. Họ mới kêu là ông về đi để tụi tôi sẽ xét lại cái trường hợp đó. Khi mà về thì thật ra bữa sau giờ là họ đã email cho mình và họ nói rằng họ chúc mừng mình, đồng thời á, là họ mời bà xã đi chung và họ trả tiền vé cho cả hai vợ chồng. Và như vậy á, thì tôi lại liên lạc với lại gia đình ở California và tôi biết rằng là ba mẹ tôi chưa bao giờ có cái kinh nghiệm đi du thuyền kiểu như cái tàu như Titanic đấy, quý vị đi cruise rồi quý vị biết phải không? Thì tôi mới nói mấy anh chị là tôi muốn ba mẹ đi, thế là mấy anh chị mua vé cho ba mẹ và cái cruise đó mà chúng tôi đi ngay ngày anniversary của mình mà được trả tiền cho hai vợ chồng và chúng tôi không những đi vậy mà còn có ba mẹ đi theo. Sau này ba tôi nói là cả đời ba lần đầu tiên mà ba mới lên được cái du thuyền đó như vậy. Và ba tôi qua đời như quý vị biết thì đó cũng là lần duy nhất mà ba tôi được lên du thuyền. Nhưng mà cái điểm tôi muốn nói là khi mà tôi lên du thuyền đó thì quý vị đã biết trên du thuyền rồi thì mấy cô thì rất là thích đi du thuyền là tại vì lên trên đó chỉ có ăn, không có cần phải nấu nướng, không cần giặt giũ gì phải không? Chỉ có là coi như là nghỉ ngơi. Tôi mới nói với bà xã honeymoon của em đó. Mà cái đó là Chúa trả chứ không phải anh trả nổi nữa. Cái đó là nhưng mà tôi nói cái điều đó để thấy gì? Chúa đặt chúng ta làm sao 365 ngày mà họ tổ chức một cái kỳ như vậy, họ không hề biết gì chuyện của mình mà nó lại trúng ngay cái ngày của mình. Đó là cái việc mà Chúa đặt để một cách nhiệm màu. Nhưng mà cái đó là mình nói là cái góc độ tốt đi. Bây giờ nói là trong cái xấu mà nó có cái tốt. Là tại vì có những việc xảy ra ở trong thế gian này mà người ta nói rằng như wrong place, wrong time. Tức là mình ở trật chỗ rồi, ở ở sai lúc rồi, cho nên là mình gặp khó khăn. Nhưng mà con cái của Chúa vẫn sẽ tìm được là Chúa đặt để mình right time, right place. Rồi, cái việc xảy ra thứ hai ở trong gia đình đó, là cách đây cũng lâu lâu rồi. Gia đình, vợ chồng, con cái đi về Việt Nam. Đi về Việt Nam khi mà trở qua đó, thì cái lúc đó người ta đã báo mình rồi. Là ở tại Hồng Kông sẽ có vấn đề. Lúc đó người ta biểu tình, người ta lúc đó quý vị nhớ cái giai đoạn đó họ nổi loạn lên, họ chống với lại chính quyền. Cho nên là bên ngoài thì thời tiết không tốt, rồi là ở bên trong phi trường là nó tràn vô, nó biểu tình đầy hết. Thế là mình qua bên đó coi như là wrong time, wrong place. Cho nên là mình bị gọi là kẹt lại ở tại phi trường. Nhưng mà tôi dùng những cái chữ đó để nói với bạn chị em thực ra không bao giờ mình bị kẹt. Chúa chỉ có dừng mình lại và khi mà Chúa dừng mình lại là để cho mình nghỉ ngơi và để ban phước cho mình để chuẩn bị cho hành trình kế tiếp. Khi mà tới đó thì chúng tôi mới nói chuyện với hãng máy bay. Thì hãng máy bay nói rằng là đáng tiếc là cái việc nó xảy ra như vậy. Cho nên là chúng tôi sẽ sắp quý vị vào ở trong khách sạn để quý vị được ở. Và hãng máy bay đã trả tiền một cái khách sạn sang trọng quý ông bà anh chị em. Và được ở trong đó
ba ngày giống như là có một cái vắt cây sinh nhỏ ở trong một cái vắt cây sinh lớn của mình vậy đó. Mà cái này là mình không có bao giờ nghĩ là mình đi vắt cây sinh, không công, đâu có sang dữ vậy. Mà bây giờ mình được ở đó thêm 2-3 ngày, mà ở trong khách sạn 4-5 sao, rồi chưa đâu, nó phát cho mình phiếu ăn, mà phiếu ăn một ngày 3 lần, mà 3 lần ăn buffet ở trong nhà hàng của khách sạn 5 sao. Quý ông bà anh chị em, coi như là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều là buffet thượng hạng. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cả nhà nói quá sướng, quá sướng. Đúng là Chúa cho mình, không biết ai bên ngoài lo lắng sợ hãi gì không biết, mình được đặt ở trong khách sạn, mình được cho ăn uống, rồi họ cũng có cái live reel đi ra ngoài thành phố để có thể mình đi xem những cái chỗ đẹp của Hồng Kông. Cái đó không phải là may mắn, mà cái đó là cái mà Chúa đã phối hợp để đặt chúng ta đúng thời điểm và đúng địa điểm để chúng ta nhận được phước hạnh của Chúa. Bây giờ chúng ta đến ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu 11, 12. Hoàng có thể cho một sư xin câu Kinh Thánh đó. Bây giờ chúng ta đọc cái câu này. Cái câu này á, được viết trong sách Truyền Đạo, tức là do vua Salomon viết. Vua Salomon là một cái người mà Chúa ban cho sự khôn ngoan đặc biệt. Mà Kinh Thánh đó là trước ông thì cũng không ai khôn ngoan bằng, sau ông cũng không ai khôn ngoan bằng. Bây giờ mình coi ông dạy cái gì ở trong câu này. Ông nói là tôi lại nhận thấy rằng trên đời này không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc, người mạnh sức cũng thắng trận, người khôn ngoan luôn no đủ, người thông sáng luôn giàu sang, người trí thức cũng được biệt đãi. Vì thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người, không ai biết được lúc nào tai họa xảy đến cho mình. Như cá mắc phải lưới ác nghiệt, như chim sa vào bẫy, loài người cũng bị nhốt chặt trong thời tai họa thình lình ập xuống. Bây giờ trở lại câu 11 đi. Chúng ta thấy nè, nói rằng sao? Ông nhận ra một cái điều á, là đừng có nghĩ là lúc nào mà không một chiếc nói lộn, cho một chiếc lại đoạn Truyền Đạo đoạn 9 câu 11 á. Đúng rồi, rồi. Không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc, phải không? Chúng ta cứ nghĩ rằng nếu mà chúng ta chạy nhanh thì trong cái cuộc đua chúng ta sẽ thắng. Nhưng mà vua Salomon nó không hẳn như vậy. Không phải là người nào nhanh mà có thể thắng. Ông đưa ra những cái so sánh. Cái thứ hai á, là ông nói là không phải mạnh là có thể thắng trận. Ok, không phải mạnh là có thể thắng. Rồi, cái người không phải khôn ngoan mà có thể đem cho mình được sự giàu có, đem cho mình được sự no đủ đâu. Cũng không phải là cái người thông sáng giàu mà được cái sự giàu sang, hay là người trí thức thì được biệt đãi. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta sống ở trong thế gian, có phải chúng ta chạy theo điều này không? Chúng ta muốn mình phải nhanh, chúng ta muốn mình phải mạnh, chúng ta muốn mình là phải có sự khôn ngoan, và chúng ta muốn ta có trí thức, đúng không? Nhưng mà lời của Chúa nói rõ ràng rằng không phải lúc nào nó cũng là như vậy. Như vậy thì ông giải thích làm sao? Câu 12 ông nói. Câu 12 đi con. Vì thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người. Cái chỗ đó là ông nói rằng Chúa đặt để chúng ta ở đúng lúc, ở đúng nơi. Cái thời điểm và cái cơ hội xảy ra cho mọi người. Thật ra chúng ta thắng được là do chúng ta được đặt đúng nơi, đặt đúng lúc. Và cái điều đó làm thay đổi. Thực ra cái chữ thời điểm này nó không phải là chỉ là cái thời gian, nhưng mà ở trong tiếng Hy Lạp nó là chữ kairos, tức là cái khoảng thời gian đặc biệt. Nó không phải nói về cái số lượng thời gian mình có, nhưng mà nói về cái chất lượng thời gian mình có. Và Chúa đặt để mình vào đúng cái chỗ, tự nhiên nó mở ra những cánh cửa, mở ra những cơ hội và Chúa ban cho mình. Cũng giống như thí dụ như một người đi ra có nhiều học vị và đi kiếm việc làm, chưa chắc là vì mình có nhiều học vị mà mình kiếm được việc làm. Nhưng mà nếu một người tự nhiên tình cờ ra gặp một người bạn cũ, gặp một người chủ cũ gì đó, có một tiếng nói, tự nhiên Chúa đặt mình đi tình cờ ngay đúng lúc, đúng thời điểm, gặp đúng người, họ chỉ cần một cú phone là mình có công việc làm. Cho nên là không phải là mình cậy vào cái sức mạnh, cái khôn ngoan, cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà thật ra là Chúa là đấng có thể đặt mình đúng cái thời điểm và đúng nơi. Chỉ có Chúa mới có thể đặt chúng ta vào chỗ đó.
Chúng ta có thể nói như vậy không nghĩa là chúng ta không nỗ lực, phải không? Chúng ta vẫn nỗ lực, chúng ta vẫn học tập, chúng ta vẫn làm việc, chúng ta cần phải có chiến thuật. Nhưng mà Chúa mới là đấng có thể phối tất cả những điều đó xảy ra đúng thời gian, đúng địa điểm cho chúng ta. Nhưng mà chính câu 12 cũng nói đó quý ông bà anh chị em, có những người thật sự là họ ở gọi là wrong place, wrong time. Cái câu 12 nói sao? Nào, trở lại con. Ok, thì thấy nè, không ai biết được lúc nào tai họa xảy đến cho mình, như cá mắc phải lưới ác nghiệt, như chim sa vào bẫy. Tức là sao? Cá cả đàn, nhưng mà tự nhiên mình mắc vô lưới. Chim cả bầy ở trên trời, tự nhiên cái là mình rơi vào trong bẫy. Tức là sẽ có những cái lúc, có những cái hoàn cảnh, có những người ở trong thế gian họ nói là tôi bị kẹt vào trong cái chỗ đó. Phải không? Có nhiều người nói là 911, bao nhiêu người bị kẹt ở trong những cái building đó mà không ra được. Thế vậy, nhưng mà chúng ta tin là đúng cái điều đó có thể xảy ra ở trong thế gian này. Sẽ có những người mà họ sẽ ở trật chỗ, họ có để trật lúc và họ gặp những cái hoạn nạn, những cái bẫy rập. Ở đây cái bản dịch nó là sao? Như cá mắc phải lưới ác nghiệt, phải không? Như chim sa vào bẫy, loài người cũng bị nhốt chặt. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ và Ngài đặt chúng ta đúng chỗ đúng lúc. Cho nên đó là cái điều đó là cái lẽ thật mà khi chúng ta tin thì chúng ta phải công bố và chúng ta nhận lãnh điều đó. Cho nên là mục sư muốn ở trong năm 2023 này chúng ta công bố, chúng ta công bố rằng Chúa ơi, con là con của Chúa và con tin rằng Chúa sẽ đặt cho con ở đúng nơi, ở đúng lúc và con nhận được phước hạnh của Chúa, nhận được sự bảo vệ của Chúa. Có hôm nay có Nehemiah, có Elijah đi nhà thờ đây. Cứ mỗi sáng mà mục sư đưa các con đi học, hai đứa lớn đi high school, rồi Úc thì đi middle school, thì ở trên xe bao giờ mục sư cũng cầu nguyện cho các con. Mà khi cầu nguyện cho các con á, thì mục sư vẫn hay cầu nguyện cái lời cầu nguyện này. Tại vì mục sư cầu nguyện là xin Chúa, đầu tiên là xin Chúa thiên sứ sẽ gìn giữ cho các con khi đi ra, khi đi vào. Tức là nó ở trong lớp, nó ở ngoài lớp, thì lúc nào cũng có thiên sứ gìn giữ. Rồi cầu nguyện xin favor của Chúa, tức là đặc ân của Chúa. Trong Kinh Thánh nói rằng đặc ân của Chúa vây quanh chúng ta như khiên che. Tức là có một cái bảo vệ chung quanh chúng ta bởi cái favor của Chúa. Và cái đặc ân đó chính là cái mà đặt chúng ta ở đúng nơi, ở đúng chỗ, phải không? Ở đúng nơi, đúng chỗ, ở đúng thời điểm để chúng ta được ơn trước mặt Chúa, được ơn trước mặt thầy cô giáo, được ơn trước mặt bạn bè. Và chúng ta được những cái phước hạnh. Quý bạn cho em biết rồi, ở tại Hoa Kỳ, ngày nay trường học không phải là cái nơi bình an như lúc trước nữa. Chúng ta vẫn thấy là bây giờ học trò bắn nhau cũng có, rồi kẻ bên ngoài vào bắn học trò cũng có. Cho nên bây giờ con mình đi học ở trong trường, chúng ta vẫn cảm thấy là không phải là yên tâm như ngày xưa được nữa. Cho nên là cầu nguyện Chúa, xin Chúa sai thiên sứ gìn giữ, cầu nguyện Chúa đặc ân của Chúa vây quanh các con để các con nó ở đúng nơi. Tức là dù cho người ta có bắn nhau thì nó không ở chỗ đó. Nó sẽ ở đúng cái chỗ mà Chúa đặt, vào đúng cái thời điểm Chúa đặt để tránh ra khỏi được những cái tai nạn, để không có phải giống như cá mà vào ở trong lưới, không giống chim vào trong bẫy. Mình cầu nguyện và xin điều đó cho người thân, cho con cháu của mình. Amen quý bạn chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để cho chúng ta biết rằng Chúa ban phước cho mình. Ok. Bây giờ trong ngôn đoạn 16 câu 9 nói như vậy. Lòng người toan định đường lối mình, song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Như vậy thì chúng ta đầu năm mới, chúng ta có những cái vạch định, chúng ta có resolution, chúng ta có những cái kế hoạch. Nhưng mà nhớ là cái kế hoạch là của con người, nhưng mà làm thành cái kế hoạch là của Đức Chúa Trời. Phải không? Cho nên giống như người Việt mình nói sao? Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Như vậy thì mình có kế hoạch, mình có nỗ lực để mình nhanh, nhưng mà mình biết mình thắng được vẫn là nhờ ơn của Chúa. Mình phát triển để mình mạnh, nhưng mà mình biết rằng mình thắng vẫn là nhờ ơn của Chúa.
Mình cố gắng mình học để mình có kiến thức, nhưng mà mình ý thức được rằng mình thắng không phải bởi kiến thức, nhưng mà bởi ơn của Chúa cho mình mà mình được. Cái điều này là cái điều mà nó liên quan tới người Việt Nam của chúng ta. Là người Việt Nam của chúng ta hay nghe mấy ba mẹ nói: mày phải học nha, mày không học là đừng có mong là cất đầu lên được nha. Giống như là đi học là cái giải pháp cho cả cuộc đời của mình, chứ không phải là Chúa là chủ, mà là kiến thức là chủ cuộc đời của mình như vậy đó. Cho nên là cái người Việt Nam mình được cái ưu thế á, tức là có thể gọi là cái ưu điểm đi, là chúng ta rất là quan tâm tới việc học của con cái, giữ gìn con cái để học hành. Nhưng mà cái điểm mạnh đó nó có thể trở thành điểm yếu khi chúng ta bắt đầu nhìn rằng là cái học vị đó là sẽ quyết định cái tương lai của con mình, chứ không phải là Chúa quyết định tương lai con mình. Và vô tình mình trở thành thờ cái học vị chứ không phải là thờ Chúa nữa. Quý bà chị em, ngày nay mỗi năm bao nhiêu sinh viên ra trường, và có nhiều đứa là ra là tới là không phải là một ngành mà có hai ba cái bằng. Nhưng mà có phải cái điều đó là quyết định cái tương lai của mình không? Không phải. Chúng ta vẫn tin rằng Chúa sẽ ban cho, cầu nguyện cho con cháu của mình là nó đặt Chúa lên trên hết. Phải vẫn trang bị, vẫn có kế hoạch, nhưng mà Chúa là đấng đặt cho nó có công việc làm, Chúa là đấng đặt cho nó có một cái vị trí tốt ở cái nơi làm của mình. Tôi có một đứa cháu, con bà chị thứ bảy, David, rất là thân với lại Matthew. Vừa rồi David mất công việc và phải đi xin công việc khác. Và đây là lần thứ hai mà tôi thấy David đi xin công việc mới. Nhưng mà tôi chưa thấy người nào mà xin công việc mà được công việc nhanh như vậy. Cả đại gia đình cầu nguyện, và David cũng rất là có niềm tin ở nơi Chúa. Khi mà vào người ta nói à, có cái công việc mở ra, cái thì giờ nó như vậy. Cái David thấy cái thì giờ đó nó bị trùng với lại cái thì giờ sinh hoạt ở trong nhà thờ. David nói không, tôi không nhận cái công việc đó được, tại vì nó trùng với thì giờ của nhà thờ mà tôi muốn sinh hoạt với lại thanh niên. Thì họ lại nói rằng ô như vậy hả, thì có một cái công việc khác, mà cái công việc đó thì có thể là nó lại thuận với lại những cái kinh nghiệm mà David có, cho nên là để họ sẽ xét lại. Quý bà chị em về là họ báo cho biết là David được cái công việc đó. Tức là cái công việc mình định nhận á, thì nó trùng với cái thì giờ mình thờ phượng Chúa, mình không nhận thì Chúa lại cho một cái công việc nó lại tốt hơn, mà cái công việc đó không phải như ban đầu mình dự định là mình được. Cái đó là cái điều mà chúng ta muốn thấy quý bà anh chị em. Chúa cho chúng ta là Chúa làm thành những cái bước của chúng ta, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là như vậy thì chúng ta nương dựa vào mình hay là chúng ta nương dựa vào Chúa? Chúng ta tin tưởng là Chúa sẽ dẫn dắt mình, hay là chúng ta tin tưởng vào cái khả năng của mình? Cái lần rồi mục sư chia sẻ với bà anh chị em về cái suy niệm về cái chuyến đi của 2023. Mục sư có kết thúc bài giảng để nói rằng khi chúng ta đi là bằng đức tin, nhưng mà khi chúng ta đến được là bởi ân sủng của Chúa. Là vì chúng ta không biết cái điều gì nó xảy ra ở trong cái hành trình đó. Và thật sự là gia đình mục sư không hề biết là cái xe của mình bị hư tới mức độ như vậy. Cho nên khi mà phát hiện ra là cái xe bị hư, là thắng bị hư, bình nước bị hư, nhưng mà khi mà mình phát hiện thì cái chỗ mà mình phát hiện ra cái xe bị hư là ngay nhà ông rể là ông thợ sửa xe. Cái đó tưởng tượng nếu như mà mình phát hiện ra ở trên freeway với bà anh chị em bị overheat rồi lửa khói đồ kia ùng ùng lên giữa trời mưa bão, lúc đó mình sẽ biết nó nguy hiểm tới mức độ nào. Cho nên là ngay cả trong những cái mà mình cảm thấy bất lợi, ngay cả trong những cái mình thấy khó khăn, nhưng mà Chúa cũng đã kiểm soát cái hoàn cảnh để đặt mình đúng lúc và đặt mình đúng thời điểm, để rồi chúng ta có được cái giải pháp mở ra những cái cánh cửa cho chúng ta. Cho nên con cái của Chúa, khi chúng ta thấy rằng có một cánh cửa bị đóng thì chúng ta tin rằng cánh cửa mở ra sẽ tốt hơn. Là bởi vì Chúa bao giờ cũng hứa là ban cho chúng ta điều tốt nhất. Cho nên cái nào mà chúng ta chưa được thì chưa phải tốt nhất cho chúng ta. Amen.
Cái điều đó là cái điều chúng ta cần phải đặt niềm tin ở nơi Chúa. Người Việt mình ngoài cái chữ may mắn còn có cái chữ là tình cờ. Mình có nói, oh, coincident. Oh, tình cờ, tự nhiên cái tôi gặp là tình cờ. Không có tình cờ. Con cái Chúa mình không có tình cờ. Chúa định bước đi của người công bình. Chúa đã biết và kiểm soát cuộc đời của chúng ta. Chúng ta gặp ai, chúng ta làm gì, chúng ta ở đâu, chúng ta phải tin là Chúa dẫn dắt mình. Một sư muốn nói tới một phân đoạn Kinh Thánh liên quan tới right place and right time, tức là cái đúng nơi đúng lúc này. Ở trong Kinh Thánh á, khi mình học Kinh Thánh á, có một cái nguyên tắc gọi là the first mention, tức là được đề cập lần đầu tiên. Thì cái lần đầu tiên mà cái chữ gọi là đúng lúc này, cái chữ time, mà cái chữ time này không có nghĩa là thời gian tổng quát, mà cái chữ kairos time, tức là cái thì giờ đặc biệt mà Chúa làm thành cái mục đích của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta, nếu các bạn chị em muốn ghi xuống thì ghi, có Kinh Thánh thì mở ra Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 11. Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 11 là nói về câu chuyện của Noe, là con người tội lỗi, Chúa muốn hủy diệt con người bằng lũ lụt. Nhưng mà Chúa chọn gia đình của Noe, và Noe đã vâng lời Chúa, đã đóng tàu, đem vợ chồng, con cái vào ở trong tàu của mình. Thì đoạn 8 câu 11 là nói rằng cái lúc này á, là bắt đầu nước rút xuống. Phải không? Thì chúng ta coi việc gì xảy ra. Đến chiều, bồ câu về cùng người. Và này, trong mỏ tha một lá olive tươi, Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Quý bà anh chị em, đầu tiên, tức là sau khi được 40 ngày, câu 6 nói thì Noe mở cửa sổ, trên tàu thả một cái con quạ ra. Thì cái con quạ đó nó thả một con quạ ra, quạ liện đi liện lại cho đến khi nước giật khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bồ câu ra, thì đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa. Bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Noe giơ tay bắt lấy bồ câu đem vào tàu lại với mình. Đoạn người đợi 7 ngày nữa lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều, câu 11 có cái chữ là đến chiều. À, quý vị, mục sư không có cho câu Kinh Thánh này. Thì cái chữ đến chiều đó, thực ra đó, là trong cái chữ gốc á, nó chính là cái chữ Kairos Time này. Và đó là lần đầu tiên được đề cập ở trong Kinh Thánh. Lần đầu tiên đề cập cái chữ, cái thời điểm ở trong Kinh Thánh là nói về chim bồ câu đem cái trở lại với thuyền, với lại cái ngậm cái nhánh lá olive. Mà quý bạn cho em biết không, bây giờ cái hình ảnh con chim bồ câu mà ngậm cái cành olive là tượng trưng của sự hòa bình. Và Chúa cho chúng ta thấy gì? Hình ảnh của chim bồ câu là Chúa Thánh Linh. Chính Chúa Thánh Linh dẫn họ đến cái thời điểm Kairos, là cái thời điểm Chúa định. Và cái thời điểm đó là cái thời điểm mà người ta cả cái thế gian bị chết ở trong lũ lụt. Nhưng mà gia đình của Noe lại được sống. Và đó là lúc mà đã biết rằng nước đã rút xuống và họ có thể ra khỏi thuyền, ra khỏi tàu Noe. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh thì ghi là lúc chiều, trong bản tiếng Mỹ là in evening, thật là cái lúc chiều tối. Thực ra chúng ta thấy rằng có những cái lúc, cái thời điểm mình nghĩ rằng nó là xấu ở trong cái lúc tối, nhưng mà thực ra đó là lúc mà chim bồ câu Thánh Linh dẫn đến để báo rằng đây là cái thời điểm của Chúa, và để mở cho họ cánh cửa để họ xây dựng một cái giai đoạn mới ở trong cuộc đời của mình. Quý ông bà anh chị em, cho nên chúng ta thấy rằng để chúng ta có được đúng nơi, chúng ta có được đúng lúc là do sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là đấng phối hợp để chúng ta ở right place, right time. Mỗi ngày của chúng ta cầu xin Chúa cho để chúng ta có được đúng cái địa điểm đó, cái thời điểm đó. Bây giờ cho mục sư Philip đoạn 2 câu 13. Philip đoạn 2 câu 13 nói rằng vì Đức Chúa Trời là đấng đang tác động trong lòng anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Chúng ta đã nói về cái đặc ân của Chúa cho chúng ta
đúng nơi đúng chỗ. Bây giờ hỏi làm sao để bước vào trong cái chỗ đó? Thực ra không phải là cái sự nỗ lực, không phải là cái sự tính toán của chúng ta. Tại vì ở đây không có nói là chúng ta bước vào chỗ đó, mà là Chúa đặt chúng ta vào chỗ đó. Thì Philip đoạn 2 câu 13 nói sao? Thực ra Chúa Thánh Linh là đấng tác động để chúng ta vừa muốn vừa làm. Tức là mình có muốn cũng là Chúa khiến trong lòng mình, và mình làm được cũng là Chúa khiến trong lòng mình. Có khi nào quý cô ở trong nhà nói, sao tự nhiên bữa nay muốn đi shopping quá không? Phải không? Chúng ta con cái của Chúa thường chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì mà mình là thiên liêng thì cái gì phải liên quan tới thuộc linh rồi kia thì mới là Chúa Thánh Linh. Nhưng mà quý ông bà anh chị em không phải đâu. Chúa Thánh Linh giúp chúng ta ở trong mọi sự, dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật. Cho nên có nhiều lúc cái việc mà mình muốn đi shopping á, nó có thể là sự thúc giục của Thánh Linh ở trong lòng của mình. Vừa muốn vừa làm mà. Tới hồi mình vào trong đó mình mới gặp được cô A, gặp được cô B. Mình mới lâu quá không có gặp lại. Mình mời họ được đi nhà thờ. Có những lúc Chúa đặt để vào đúng cái thời điểm, đúng cái địa điểm để làm được những cái công việc cho Chúa. Mình đang đi muốn mua một cái áo, muốn mua một cái quần gì đó. Tự nhiên cái mình muốn đi shopping, mình vô trúng ngay cái lúc mà cái áo mình muốn nó sale. Có không? Cái nào quý vị thấy cái chuyện nó xảy ra? Tình cờ, không có tình cờ. Chúa cho mình cái điều đó. Để mục sư kể một cái kinh nghiệm nữa cho quý vị nghe. Cái ngày tang, cái ngày lễ tang của bà mục sư nói với Thành đó là mục sư muốn mua bộ đồ vest. Tại vì thật ra lâu lắm mình không có mua cái bộ đồ vest cho mình. Cho nên nói là thôi bây giờ sẵn tang của cha, cho nên là về mua bộ đồ vest. Thì mà khi mà về tới thì chia sẻ với lại ba mẹ của Matthew, nói là muốn mua. Ba Matthew là chuyên viên shopping, ông giỏi dữ lắm. Ông mặc dù là ông rất là giỏi, ông biết đồ ở đâu đâu mua giá cả rất rất là giỏi. Cho nên là nói mình muốn mua đồ vest. Thế là ba Matthew mới dẫn vào trong mall, thì phát hiện ra cái bộ đồ vest mà mình muốn mua nó on sale. Được một cái bộ đồ đúng cái size của mình, đúng cái màu mình thích, và nó on sale, giá nó rất là mềm, rất là dễ chịu. Cảm ơn Chúa, Chúa đặt mình đúng cái thời điểm, đúng lúc. Nhưng mà chưa hết hấp dẫn với bà anh chị em. Một sư về như vậy, có một cái nhóm ban thanh niên là cách đây 20 mấy năm rồi, lúc đó còn độc thân sinh hoạt chung với nhau lúc mới qua Mỹ. Nhưng mà lâu lắm không có gặp lại. Họ biết tin là ba mục sư qua đời, biết mục sư trở về, thì họ có hẹn gặp. Thì rồi á, họ lại hợp với nhau, nói là tụi này muốn tặng cho anh Trường một cái món quà. Quý vị đón cái món quà là cái gì? Bộ đồ vest màu y chang, size y chang, hiệu y chang, giống 100%. Là họ cũng mua được cái điều đó. Họ đeo vô, họ tặng mình cái áo y chang, nguyên một hai bộ. Nó nói là từ con số, từ cái hiệu, từ y vô. Cuối cùng đó là mục sư với Thanh phải quyết định đó là giữ cái bộ đồ của họ, còn cái bộ đồ của mình đó, đem vào để đổi cái màu khác để có được hai bộ. Mục sư đang mặc một trong hai bộ đó nè. Để nói cái điều gì? Những cái điều đó chúng ta nói là tình cờ sao? Những điều đó chúng ta nói là may rủi sao? Quý ông bà anh chị em, chúng ta phải có cái đức tin để tin tưởng rằng Chúa là đấng đang quan phòng cuộc đời của mình. Có những lúc chúng ta cảm thấy như là trở ngại, nhưng mà Chúa đặt chúng ta vẫn là đúng nơi, vẫn là đúng cái thời điểm để đem tới cái điều tốt lành nhất cho chúng ta. Amen, quý ông bà anh chị em. Còn một câu kinh thánh nữa. Mục sư đọc cái câu này nữa. Rồi, ở đây tôi nói rằng đây là giao ước ta sẽ thiết lập với họ. Sau thời kỳ đó, Chúa phán ta sẽ đặt luật của ta ở trong lòng họ và ghi khắc vào tâm trí họ. Là tại vì có nhiều lúc chúng ta đi theo Chúa đó, con cái Chúa muốn xin cái dấu chỉ. Không? Chúa ơi, nếu mà người đó đúng là của con thì xin Chúa cho tóc nó sẽ dựng lên. Chúng ta xin những cái dấu chỉ đặc biệt. Chúa ơi, nếu mà thật sự là Chúa muốn con mua được cái xe đó thì chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, thật ra là Chúa đặt ở trong lòng của chúng ta.
Và Chúa đặt luật của Ngài ở trong lòng của chúng ta, ghi khắc vào trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài và chúng ta được thúc giục từ bên trong. Chứ không hẳn là chúng ta phải chạy theo cái dấu chỉ ở bên ngoài. Cho nên lắng nghe những cái sự cảm nhận mà Chúa Thánh Linh đặt để ở trong lòng của chúng ta. Và chúng ta tin rằng Chúa sẽ đặt chúng ta ở đúng nơi, ở đúng lúc. Cho nên thật sự cái sứ điệp mục sư chỉ có bao nhiêu đó thôi. Là về không nhớ gì hết thì cứ nhớ là Chúa đặt mình đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc và đúng chỗ. Là cái đó là đặc ân của Chúa. Và năm nay mục sư nhận được lời Chúa đó cho chúng ta. Quý ông bà anh chị em sẽ bước đi vào trong phước hạnh mà Chúa ban cho mình. Không phải bởi vì mình chạy nhanh, không phải bởi vì mình mạnh khỏe, không phải bởi vì mình khôn ngoan, không phải bởi vì mình giàu có, nhưng mà bởi vì mình là con của Chúa. Vấn đề không phải là mình có gì, mà vấn đề là mình có Chúa, mình thuộc về Chúa, và Chúa sẽ ban phước cho mình. Cho nên là xin chúng ta mỗi ngày cầu nguyện cho mình, cho người thân của mình, công bố rằng Chúa ơi, chúng con sẽ ở đúng nơi, chúng con sẽ ở đúng lúc, và chúng con sẽ được cái đặc ân của Chúa. Có khi nào quý ông bà anh chị em đi Costco mà phải đi kiếm chỗ đậu xe chưa? Costco kiếm chỗ đậu xe là khó khăn. Mục sư mỗi lần đi Costco thì cầu nguyện: Chúa ơi, cho con được một cái chỗ đậu xe tốt. Mà thường là thích cái chỗ đậu xe mà kế bên để mình trả cái đẩy cái xe shopping, mình có cái chỗ trả cho nó gần. Phải không? Mà không biết bao nhiêu lần là mình vô mình cầu nguyện, mình đi là Chúa cho mình được một cái rất là tốt. Mục sư biết có nhiều người không thích cái lối giảng đó, không thích cái lối suy nghĩ đó. Nghĩ rằng nếu muốn làm như mình là con cưng của Chúa vậy đó, mình đòi hỏi như vậy thì người khác làm sao? Mình muốn có cái chỗ đậu tốt thì còn người khác làm sao? Mình muốn có cái chỗ đậu gần còn người khác thì sao? Nhưng mà quý ông bà anh chị em, cái đó là mình đang suy nghĩ theo con người. Hôm nay xin Chúa cho con được có công việc tốt, nay cho công việc tốt rồi công việc xấu rồi ai nhận? Không phải. Chúa cho công việc tốt là Chúa biết cái nào tốt nhất cho mình. Có thể đối với người khác cái đó là xấu, nhưng mà đối với mình nó vẫn là tốt nhất. Thật sự là có nhiều người đậu Costco, họ thích đậu xa để họ đi bộ, họ exercise. Tùy theo mà Chúa sẽ ban cho mình theo cái điều mà mình cầu xin. Nhưng mà ở trong Chúa có như vậy nè. Mình thì mình thí dụ như giờ một sư mình có tiền giới hạn. Thí dụ giờ ba đứa con mà tới nói cho tụi con mỗi đứa chiếc xe hơi, tiền đâu cho? Phải không? Thì giờ mình mới nói là đầu tiên mình sẽ cho đứa lớn phải có xe cho nó đi trước, rồi sau là những đứa kia mới tính sau. Đó là cái cách của con người mình, đúng không? Nhưng mà còn Chúa có kẹt tiền không? Chúa có kẹt phước không? Chúa nói người lớn tới trước nha, giờ chú Toàn trước nè, cô Hải trước nè, cô Lan trước nè, còn bắt đầu sau đó rồi mới tới mấy cô khác, rồi tụi con rồi sao? Không có. Chúa là đấng giàu có, Chúa là đấng khôn ngoan, và Chúa là đấng yêu thương. Ngài có thể ban phước cho chúng ta mỗi người được cái tốt nhất cùng một lúc cho cả thế giới này. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng nếu mà tôi cầu nguyện xin đặc ân của Chúa thì người khác làm sao? Nếu họ có đức tin cầu nguyện, Chúa vẫn có thể ban phước cho họ cùng một lúc như chúng ta. Amen quý bạn chị em. Tôi thấy một trong những cái mà khó trả lời đó là thấy hai đội bóng đá, phải không? Hai đội thể thao trước khi chơi đều cầu nguyện với Chúa. Ôi trời ơi, làm sao đây? Cả hai đứa đều cầu nguyện. Rồi giờ làm sao cho đứa nào thắng? Lẽ là đứa này thắng rồi đứa kia nãy nó cũng cầu nguyện vậy, phải không? Nhưng mà quý ông bà anh chị em, Chúa mới biết cái nào là tốt nhất. Có những lúc Chúa muốn đặt chúng ta vào cái chỗ thành công là để chúng ta nhận được cái phước hạnh ngay thời điểm đó. Có nhiều lúc là Chúa đặt chúng ta vào cái chỗ thất bại là để Chúa muốn xây dựng một cái điều gì đó ở trong chúng ta. Cũng giống như chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa hãy dời núi. Không, chúng ta lấy đức tin ra lệnh cho núi thì núi sẽ dời đi quăng vào biển. Có nhiều lúc ra lệnh hoài nó không đi. Ra lệnh hoài không đi, tới cuối cùng mình mới biết rằng Chúa không có dời cái núi bên ngoài, nhưng mà Chúa muốn dời cái núi ở bên trong lòng của mình. Có những cái điều mà Chúa muốn mình phải thay đổi thì Chúa mới ban phước cho mình. Nhưng mà tôi khẳng định với quý ông bà anh chị em, đây là lẽ thật của Chúa, là đặc ân mà Chúa ban cho những người thuộc về Ngài. Chúa sẽ đặt chúng ta ở đúng nơi, ở đúng lúc để mở ra những cơ hội phước hạnh cho chúng ta. Cho nên tin điều đó, công bố điều đó, và mình expect
Mình kỳ vọng cái điều đó sẽ xảy ra trong đời sống của mình. Amen. Chúa ban phước cho hội thánh.